Ok, xin chào mọi người. Thì mình là Thành, từ công ty Nataway. Số điện thoại là 0372 999 637. Website là nataway.com. Thì hôm nay mình vừa hoàn thành một cái hệ thống 5.82 kg. Thì ở đây mình dùng tấm pin Canadian 390W, half cell, mono bật half cell. Cái này là 5 USB. Đây là hệ 5 kg, nhưng mà khúc này người gia chủ muốn để không không này để cho cái hệ nó nóng nè. Với lại như đây là 5 kg là được rồi. Còn ở dưới đây là cái chính nè. Đó. Cái này cũng là 5 kg luôn, thì cái này tổng lại hết khoảng 11-12 kg. Đó. Này nó đi hơi nhiều dây một tí. Ok. Cái này ở quận 12 thì với cái hệ này á thì khoảng 12 kg á, thì trung bình một ngày á, nó sẽ sinh ra được khoảng 48 kg điện. 48 kg điện, dạ. Thì một tháng á là nó sẽ sinh ra được một tháng nó sẽ sinh ra được 48-50 nhân số 30 là 1.500 kg điện. Trung bình một tháng sẽ được 1.500 kg điện nha. Ở dưới là mình dùng inverter SunRail. Ở đây mình lắp trước cách đây mấy ngày nè, nó bị bụi nè, đó. Này còn mới nè. Thì nói chung là hiệu quả của hệ thống này là rất là tốt. Là một năm là được 4 giờ nắng. Trung bình là 4 giờ nắng. Thì mình cứ nhân lên thôi. Xong rồi mình nhân cho số ký điện của mình là, từ cái số ký điện như 1.500 đi. Thì mình nhân cho khoảng 2.800-2.700 cái tiền điện mình phải trả. Thì mình sẽ tiết kiệm được khoảng nhiêu đó. Đó. Ok. Thì mọi người ở quận 12 thì có nhu cầu thì liên hệ mình. Ok. Số điện thoại là 0772 999 637, công ty Nataway. Dạ, em cảm ơn.